Hello An. Ăn cái gì mà ngon giòn quá vậy? Con ăn gì đó? Hello. Bạn đó làm gì? Rồi bạn làm gì? Ồ, bạn bị gì rồi? Bạn bị rớt xuống đau nem xuống. Ồ, rồi sao? Ai mới giúp được bạn? Elsa bự mới giúp. Anna. Anna mới giúp được bạn hả? Em không ăn nữa hay sao vậy? Con không thích ăn nữa hả? Cứu được rồi hả em? Cứu được bạn rồi hả? Sao da ăn cày hết trơn nhỉ? Trời lạnh quá, ăn không sức lâu sành nữa. Da ăn bông lên hết kìa.